Kem chi cha đa là dòng kem trang điểm đẹp mắt và hiệu quả nhanh được nhiều chị em lựa chọn. Ngay cả ai không có khiếu trang điểm vẫn có thể dễ dàng sử dụng, cho bạn một gương mặt hoàn hảo chỉ trong 5 phút. Vì thế mà hàng thật giả được bán rất nhiều trên thị trường. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt hàng giả để bạn yên tâm mua đúng hàng thật nhé. Nhìn từ bên ngoài vỏ hộp thì gần như không thể phân biệt được đâu là hàng giả, vì thiết kế của kem chi cha đa đơn giản nên hàng giả nhái theo cũng rất dễ. Mọi thứ từ chữ in, kiểu chữ, màu sắc cho đến mã vạch gần như là không có gì khác biệt so với hàng thật. Nên khi mua hàng bạn, nên yêu cầu được người bán cho kiểm tra hàng trước khi nhận cho chắc ăn. Tuy nhiên đã là hàng giả thì kiểu gì cũng có điểm khác nhau, và sự khác nhau chính là hộp kem bên trong. Ngay sau đây shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn biết điểm khác nhau này. Sự khác nhau đầu tiên bạn có thể nhìn thấy đó là hai hộp có kích thước khác nhau. Hộp kem hàng giả bên phải nhỏ hơn hẳn so với hộp kem hàng thật bên trái. Và phải có hai hộp kem thật giả trên tay, thì bạn mới có thể so sánh được kích thước to hay nhỏ. Sự khác nhau tiếp theo bạn có thể nhìn thấy đó là dòng chữ in lên hông hộp kem của hàng giả được in một cách cẩu thả, chữ mất nét khá nhiều. Chữ chi cha đa hàng giả bên phải in đậm hơn, trong khi đó chữ của hàng thật có nét thanh hơn và nó in sắc nét rõ ràng. Bạn cũng có thể dễ dàng thấy được hai hộp kem thật và giả có màu sắc khác nhau, của hàng giả có màu đỏ đậm hơn, đó cũng là màu của chất kem bên trong. Bên dưới đáy của hộp kem thật có in ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng, trong khi đó của hàng giả thì không có. Đó là cách phân biệt kem chi cha đa hàng giả mới nhất hiện tại. Sau này có mẫu hàng giả cập nhật thì bên mình sẽ chia sẻ cho bạn biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sản phẩm hot nhất hiện nay nhé. Hy vọng bạn đã biết được cách phân biệt và bạn nhớ để ý chất kem bên trong của hàng thật có màu sắc như thế này. Bạn nhớ xem kỹ để không mua nhầm phải loại hàng giả nhé. Chất kem thật lúc nào cũng sánh mịn, mùi thơm nhẹ và khi bôi lên da mặt thì thấm nhanh, không để lộ vân kem, da lên tông rất là đẹp. Điều quan trọng nhất đó là bạn phải mua được đúng hàng chính hãng. Vì trước khi bạn đẹp thì bạn phải không xấu hơn đã. Xấu hơn vì dùng phải kem giả sẽ nguy hiểm, cho da mặt về lâu về dài có khi không lấy lại sắc đẹp, như ban đầu thì sẽ ân hận cả đời. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, hoặc mua của shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình cho yên tâm.